Thiên Hoàng xin chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của kênh Thiên Hoàng Kỳ. Hôm nay Thiên Hoàng xin đọc cho các bạn nghe sự thật về cái chết của tướng Lê Văn Hưng. Bài viết của bà Lê Văn Hưng, nhũ danh là Phạm Thị Kim Hoàng. Bà là người đã chứng kiến cái chết của chồng bà, nhưng bà không thể nào ngăn cản được cái chết này. Và hôm nay chúng ta nghe tâm sự của bà. Từ chàng ra đi, lưng khoác chiến y và hồn nương bóng quốc kỳ, nàng ngừng con thoi, có khi nhớ chàng, có muốn gì đâu, lệ thắm tơ vàng. Chàng ngồi trên yên, mơ bóng dáng em, mịt mù sau đám khói tên, bâng khuâng mắt nhìn tay kiếm, không sao giấu đôi lệ hiền. Chinh phụ ca của Phạm Duy. Ngày 24 tháng 4 1975, khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức trao quyền lại cho cụ Trần Văn Hương, tôi còn nhớ rõ lời ông Thiệu nói: mất một Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, quân đội còn Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, đồng bào còn một chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu, tôi nguyện sẽ chiến đấu kế bên anh em chiến sĩ. Lời tuyên bố của ông Thiệu đã gây cho tôi sự xúc động. Thế rồi lời tuyên bố ấy cũng đã bay theo gió khi số lớn cấp chỉ huy trực tiếp điều hành guồng máy quốc gia đã vỗ cánh chim bay sang ngoại quốc, tìm nơi ẩn trốn an lành, bỏ mặc quê nhà dân tộc và quân đội đang chết đuối trong cuồng phong súng đạn tơi bời. Thiếu tướng Nam, Hưng, Hai, Vĩ, Phú, nhắc đến đây tôi không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn ngào. Ôi! Tiếng súng nổ rền vang trên khắp lãnh thổ. Mùa hè năm 1972, nhà văn Phan Nhật Nam đã mệnh danh là mùa hè đỏ lửa, mùa hè máu, mùa hè cuối đầy yêu đương, mùa hè tận cùng vực thẳm. Còn mùa hè 30 tháng 4 1975, bi thương thê thảm ngần nào, chúng ta còn đủ ngôn từ để diễn tả tận cùng nỗi thương tâm kinh hoàng của sinh ly tử biệt cuống cuồng ấy không? Tin thất trận từ các vùng 1, 2, 3 bay về dồn dập. Có những nơi chưa đánh đã bỏ cho địch tràn vào, cũng có nơi quyết liều tử chiến. Thảm thương thay, cuộc rút quân hỗn loạn bi đát chưa từng có trong lịch sử và quân sử. Đài VOA và BBC tuyên bố những tin thất bại nặng nề về phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa, khiến lòng dân càng thêm khiếp đảm. Những đoàn quân thất trận tả tơi manh giáp, không người chỉ huy, cuống quýt chạy như đàn vịt bị săn đuổi. Tinh thần binh sĩ rối loạn, hoang mang tột độ. Họ thì thào bảo nhau: Tổng thống Thiệu, Thủ tướng Khiêm, Đại tướng Viên đã cao bay xa chạy rồi, còn đánh đấm gì nữa? Ông tướng này, ông tỉnh nọ đã trốn đi ngoại quốc rồi, chúng ta còn đánh làm gì? Họ còn hỏi nhau: bao nhiêu năm chúng ta chiến đấu cho Tổ quốc, hay chiến đấu cho tập đoàn tham nhũng, hay cho cá nhân của ai đây? Mất người chỉ huy, những quân nhân như rắn không đầu, rối rít tan rã. Lại có những câu hỏi: quân không tướng, chỉ huy thì sao? Có những kẻ chủ tâm dè biểu, thường chỉ trích chê bai. Có những ông tướng mà biết đánh giặc cái gì, chỉ có lính đánh để cho các ông tướng hưởng thôi. Lời phê bình của những kẻ bất mãn hay những kẻ có tâm địa hạn hẹp thật chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng. Cho dù có những vị tướng bê bối làm cho quân đội bị nhục, thì cũng có những vị tướng trong sạch đức độ, lỗi lạc tài ba, đáng cho dân quân khâm phục. Những phần tử bất mãn ấy đã vô tình hay cố ý không thấy việc tối quan hệ của sự hỗ tương hỗ trợ giữa các tướng lãnh, sĩ quan và binh sĩ thật cần thiết cho quân đội và quốc gia như thế nào. Đối với những vị cao minh hiểu biết giá trị hy sinh của những người tuẫn tiết, tôi trang trọng cúi đầu cảm tạ tri ân. Có nhiều người đã nêu lên câu hỏi với tôi: tại sao tướng Nam, tướng Hưng chết làm chi cho uổng vậy? Tại sao các ông tướng ấy không tiếp tục chiến đấu? Tại sao các ông không trốn sang ngoại quốc? Lại có người nghiêm khắc trách tôi: bà thật là dở, nếu là tôi á, tôi quyết liệt can ngăn không để cho các ông ấy chết. Vợ con như thế này, ông Hưng chết đành bỏ vợ con lại sao? Ngay cả vài vị phu nhân của các tướng lãnh hoặc còn ở trong tù hoặc đã an nhàn nơi xứ người cũng thốt ra những lời chỉ trích tôi.
Nghe những lời phê bình ấy, tim tôi đau nhói. Tôi tôn trọng sự nhận xét theo tầm hiểu biết của họ. Tôi ngán ngẫm không trả lời, chỉ mỉm cười lắc đầu. Nhưng hôm nay tôi phải lên tiếng. Lên tiếng để tạ ơn những người đang âm thầm chiến đấu ở Việt Nam. Để tạ ơn những người anh hùng can đảm đã, đang và sẽ tiếp tục đánh đuổi cộng sản cứu quê hương. Để trả lời những người đã nêu lên nhiều câu hỏi đó. Tôi trân trọng xin những vị nào đã có những lời chỉ trích nên bình tâm suy nghĩ lại trước khi phán đoán. Vì những vị tướng lãnh bách chiến bách thắng lại lẽ nào chịu xuôi tay nhục nhã trước nghịch cảnh, trước kẻ thù. Những vị tướng đã từng xông pha trong mưa đạn, bao lần thử thách với tử thần, với nhiều chiến công từ cấp bậc nhỏ lên tới hàng tướng lãnh, đã từng khắc phục gian nguy, xoay ngược thế cờ, chuyển bại thành thắng trên khắp mặt trận. Lẽ nào những vị tướng ấy chỉ nghe hai tiếng buông súng rồi giản dị xuôi tay tự sát hay sao? Viết đến đây tôi mạn phép nêu lên câu hỏi. Thưa toàn thể quý vị sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày quý vị nhận lãnh chiếc mũ sĩ quan của trường võ bị, quý vị còn nhớ 6 chữ gì trên chiếc mũ ấy không? 6 chữ mà quý vị trịnh trọng đội lên đầu là Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Ngày mãn khóa sĩ quan với những lời tuyên thệ, quý vị hẳn nhớ chứ? Cũng như những điều tâm niệm, ai lại chẳng thuộc lòng. Những vị bỏ nước ra đi trước binh biến, những vị ở lại bị sắp hàng vào trại tù cộng sản. Tôi xin tạ lỗi, vì thật tình tôi không dám có lời phê phán nào. Tôi chỉ muốn nói lên tất cả sự thật về cái chết của hai vị tướng Nguyễn Khoa Nam và Lê Văn Hưng. Hai vị tướng này đã 3 lần từ chối lời mời di tản sang ngoại quốc của viên cố vấn Mỹ, cương quyết ở lại tự chiến bảo vệ mảnh đất vùng 4. Viên cố vấn Mỹ hối thúc đợi chờ không được, sau cùng chán nản và buồn bã bỏ đi. Trước đó, vào ngày 29 tháng 4 1975, lời tuyên bố của Vũ Văn Mẫu và Dương Văn Minh trên đài phát thanh Sài Gòn ra lệnh tất cả người Mỹ phải rời Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thì chính là lúc kế hoạch hành quân mật của hai tướng Nam Hưng đã hoàn tất. Tướng Nguyễn Hữu Hạnh, người thay thế tướng Vĩnh Lộc, vào những ngày giờ cuối, tới tấp điện thoại về Cần Thơ. Ông Hạnh đã dùng tình cảm chiến hữu, dùng nghĩa đàn anh thân thuộc, khẩn khoản yêu cầu tướng Hưng về hợp tác với Dương Văn Minh và Nguyễn Hữu Hạnh. Thâm tâm có lẽ ông Hạnh lúc đó muốn dò xét thái độ của hai tướng vùng 4 như thế nào. Nhiều lần qua cuộc điện đàm với tướng Nguyễn Hữu Hạnh, tướng Hưng đã luôn khẳng định không hợp tác với Dương Văn Minh, không đầu hàng Cộng sản, tử chiến đến cùng. Khi Tổng thống Thiệu từ chức trao quyền lại cho cụ Trần Văn Hương và rồi vì hoàn cảnh đắm chìm của vận mệnh đất nước trước nhiều áp lực nên cụ Hương đã trao quyền lại cho Dương Văn Minh. Để rồi ông tướng 2 lần làm đổ nát quê hương, ố hoen lịch sử này, đã hạ mình ký tên dâng nước Việt Nam cho Cộng sản. Vị tướng lãnh trấn thủ một vùng, tùy hoàn cảnh đất nước và tình hình chiến sự địa phương, chọn quyền quyết định, xoay chuyển thế cờ. Không cần phải tuân lệnh một cách máy móc theo cấp chỉ huy đầu não đã trốn hết. Thì còn chờ lệnh ai? Phải tuân lệnh ai? Tóm lại, lúc đó lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh là lời kêu gọi của Nguyễn Hữu Hạnh đã không được tướng Nam và tướng Hưng đáp ứng. Viết đến đây tôi xúc động lạ thường. Tôi nghẹn ngào rơi lệ, nhớ đến một số sĩ quan binh sĩ đã bật khóc khi nghe lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh. Anh em đã ôm lá cờ tổ quốc, ôm khẩu súng vào lòng, nức nở. Có những chi khu trưởng và những đồn trưởng nhất định không chịu đầu hàng. Họ đã tử thủ đến viên đạn chót và viên đạn chót dành để kết liễu đời mình. Cấp bậc của những anh em ấy không cao, chỉ chỉ huy khu nhỏ hay một đồn lẻ loi, nhưng tinh thần tranh đấu của anh em cao cả và oai hùng đến thế đấy. Trong khi Sài Gòn bỏ ngỏ đầu hàng thì Cần Thơ vẫn an ninh tuyệt đối. Kế hoạch hành quân đã thảo xong, vũ khí, lương thực, đạn dược sẵn sàng, tất cả đều chuẩn bị cho các cánh quân di chuyển, sẽ đưa về các tuyến chiến đấu. Kế hoạch di quân, phản công và bắt tay nằm trong lệnh mật quân hành đó. Vùng 4 có nhiều địa thế chiến lược có thể kéo dài cuộc chiến thêm một thời gian. Bởi lúc đó cho đến ngày 29 tháng 4 năm 75, chưa có một đồn nào dù ở quận lỵ xa xôi hẻo lánh của vùng 4 đã lọt vào tay giặc Cộng.
nhưng Cần Thơ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, dân chúng nhốn nháo hoang mang, đã có một số binh sĩ bỏ ngũ. Tại thị xã, cảnh náo loạn đáng buồn chưa từng có đã xảy ra. Từng nhóm đông đảo bọn ác ôn và thừa nước đục thả câu đã ra tay cướp giật tài sản ở các cơ sở Mỹ và ở những nhà tư nhân đã bỏ trống, bất chấp tiếng súng nổ can thiệp của cảnh sát duy trì an ninh trật tự công cộng. Chúng cướp giật, đập phá, hò hét như lũ điên. Chắc chắn trong số này có bọn cộng sản nằm vùng, có ý đồ gây rối loạn, áp đảo tinh thần binh sĩ. Lúc ấy, tướng Nam và tướng Hưng vẫn còn liên lạc với các cánh quân chạm địch. Nhiều cánh quân nòng cốt được đưa về thị xã Cần Thơ để bảo vệ bộ chỉ huy quân đoàn nằm chung quanh vòng đai Alpha. Từ 2 giờ đến 4 giờ chiều ngày 30 tháng 4, giờ đã điểm, đúng theo kế hoạch lệnh hành quân bắt đầu. Nhưng hỡi ôi, khi liên lạc đến các cấp chỉ huy của các đơn vị thì mới hay, họ chưa biết tí gì về kế hoạch, chưa rục rịch chi hết, ngoài việc thay đổi các cuộc bố trí từ sáng đến giờ phút này. Tìm kiếm đại tá an ninh, người đã lãnh nhiệm vụ phân phối phóng đồ và lệnh hành quân mật đến các đơn vị, thì mới vỡ lẽ ra vị sĩ quan này đã đưa vợ con tìm đường tẩu thoát sau khi ném tất cả mật lệnh vào tay vị đại úy dưới quyền. Ông này cũng đã cuốn gói trốn theo đại tá đàn anh, cho có thầy có trò, các phóng đồ và lệnh hành quân mật cũng đã biến mất. Thiếu tướng Nam và thiếu tướng Hưng tức uất không sao tả nổi. Tôi không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn ngào khi hồi tưởng lại vẻ bối rối của thiếu tướng Nam và sự đau khổ thất vọng của Hưng. Những đường gân trán nổi vòng lên, răng cắn chặt, biểu lộ sự đau đớn và chịu đựng kinh hồn. Người đập tay đánh ầm xuống bàn khi thấy kế hoạch sắp xếp thật tinh vi bị kẻ phản bội hèn nhát làm gãy đổ bất ngờ. Hưng ngước mắt nhìn tôi như muốn hỏi, có đồng ý đem con lánh nạn không? Tôi cương quyết từ chối. Tôi không cầu an ích kỷ, tìm sống riêng, bỏ mặc người trong cảnh dầu sôi lửa đỏ. Tôi nhất định ở lại, cùng chịu hoạn nạn, cùng liều chết. Hưng hỏi tôi, thành công là điều chúng ta mong ước, nhưng rủi thất bại, em định liệu lẽ nào? Tôi đáp, thì cùng chết. Các con cũng sẽ thế, em không muốn một ai trong chúng ta lọt vào tay cộng sản. Và để khỏi phải sa vào tay giặc cộng, tôi bình tĩnh thu xếp cái chết sắp tới cho mẹ con tôi. Đường giải thoát cuối cùng của chúng tôi, 4 giờ 45 chiều ngày 30 tháng 4 75. Tướng Hưng rời bỏ văn phòng ở Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 về Bộ Chỉ huy Phụ, nơi chúng tôi tạm trú. Hưng không muốn chứng kiến cảnh bàn giao ô nhục sắp tới giữa thiếu tướng Nam và tên thiếu tá Việt Cộng Hoàng Văn Thạch. 5 giờ rưỡi chiều, khi Hoàng Văn Thạch tiến vào Bộ Tư lệnh Quân đoàn, là lúc Hưng gọi máy liên lạc với tướng Mạch Văn Trường, ra lệnh đưa hai chi đội thiết giáp tới án ngữ ở dinh tỉnh trưởng để bảo vệ Bộ Chỉ huy Sư đoàn 21 mới về đóng nơi đây. Sau đó Hưng tiếp tục liên lạc với các đơn vị đang tiếp tục chạm súng ở các tiểu khu. Đồng thời Hưng mời tướng Mạch Văn Trường cùng các đơn vị trưởng ở chung quanh vòng đai thị xã Cần Thơ về họp. 6 giờ 30 chiều, khi các vị sĩ quan vừa ra đến cổng, có một toán thân hào nhân sĩ quen biết tại Cần Thơ đang trực sẵn, gồm khoảng 10 người. Họ xin gặp tướng Hưng với tư cách đại diện dân chúng thị xã yêu cầu. Chúng tôi biết thiếu tướng không bao giờ chịu khuất phục, nhưng xin thiếu tướng đừng phản công. Chỉ một tiếng lệnh của thiếu tướng phản công, Việt Cộng sẽ pháo kích mạnh mẽ vào thị xã, Cần Thơ sẽ nát tan thành bình địa như An Lộc. Dù sao vận nước đã như thế này rồi, xin thiếu tướng hãy vì dân chúng bảo toàn mạng sống của dân, dẹp bỏ tánh khí khái can cường. Nghe họ nói tôi cảm thấy đau lòng lẫn khó chịu. Tôi cũng không ngạc nhiên về lời yêu cầu đó, bởi mới tuần lễ trước Việt Cộng đã pháo kích nặng nề vào khu cầu đôi, cách Bộ Tư lệnh không xa, gây thiệt hại cao về nhân mạng và tài sản của đồng bào. Dân chúng Cần Thơ còn khiếp đảm. Hưng như đứng chết lặng trước lời yêu cầu ấy. Một lát sau Hưng cố gượng nở nụ cười trả lời, xin các ông yên lòng, tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh gây thiệt hại cho dân chúng. Toán người ấy ra về, Hưng quay sang hỏi tôi, em còn nhớ tấm gương cụ Phan Thanh Giản không? Bị mất 3 tỉnh miền Đông, rồi cũng vì dân chúng mà cụ Phan đã nhún mình nhường thêm 3 tỉnh miền Tây cho quân Pháp. Cụ Phan không nỡ thấy dân chúng điêu linh và cũng không thể mất tiết tháo, không thể bó tay làm nhục quốc sĩ.
cụ Phan Thanh Giản đành nhịn ăn rồi uống thuốc độc quyên sinh. Trầm ngâm vài giây, Hưng tiếp: thả chết chứ đâu có thể bó tay trơ mắt nhìn Việt Cộng tràn vào. 6:45 chiều 30 tháng 4, tướng Nam điện thoại cho Hưng hỏi tình hình các nơi. Hưng báo với tướng Nam về việc đại diện dân chúng thị xã đến yêu cầu thẳng với Hưng. Hưng cũng cho tướng Nam biết đặc lệnh truyền tin mới nhất sẽ giao cho người Tín Cẩn phân phối. Tướng Nam cho Hưng hay là ông đã cho Thu Băng lời kêu gọi dân chúng và lời yêu cầu này sẽ cho Đài Cần Thơ phát thanh. Nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Thêm một lần nữa, sự gây đổ đau lòng Đài Cần Thơ bị nội ứng trước đó. Khoảng 1 giờ, viên giám đốc đài bị uy hiếp. Thay vì phát thanh cuốn băng của Thiếu tướng Nam trước, chúng thay cuốn băng có lời kêu gọi của Thiếu tá Cộng sản Hoàng Văn Thạch. Khoảng 10 phút sau, đài mới phát thanh cuốn băng của tướng Nam. Muộn màng rồi, không còn níu kéo được sự tin tưởng nơi dân chúng và binh sĩ được nữa. Hàng ngũ các đơn vị đã thưa thớt lại càng thêm thưa thớt. 7:30 tối ngày 30 tháng 4, Hưng gọi tôi lên văn phòng làm việc. Đây là giờ phút nghiêm trọng nhất, không có ai hiện diện hết. Sau khi kể cho tôi nghe hết sự đổ vỡ từ trưa đến giờ phút đó, Hưng nhấn mạnh: Hoàng, em đã hiểu sự thất bại do các nguyên nhân sau đây. Vị đại tá không tuân lệnh nên giờ chót không điều động quân về các vị trí chiến lược, chủ liệu theo kế hoạch. Việc níu kéo sự tin tưởng của dân chúng và binh sĩ không thành. Lời kêu gọi trễ tràng của tướng Nam không có tiếng vang, cũng như lời yêu cầu của dân chúng thị xã Cần Thơ. Quắc đôi mắt sáng, Hưng nhìn tôi dằn giọng: em phải sống ở lại để nuôi con. Tôi hoảng hốt: kìa mình, sao mình đổi ý? Con chúng ta vô tội, anh không nỡ giết con. Nhưng không thể để con sống với Cộng sản. Em sẽ thay mình làm chuyện đó. Chỉ cần chích thuốc ngủ cực mạnh cho con. Chờ em một chút, chúng ta cùng chết một lúc. Không thể được. Cha mẹ không thể giết con. Anh van mình, chịu nhục, cố sống. Ở lại thay anh, nuôi con trở thành người công chính. Phú quý vinh hoa địa vị hãy đề phòng. Những thứ đó dễ làm mờ ám lương tri. Nhớ, giang sơn tổ quốc là trọng đại hơn hết. Gắng chịu cúi lòn nhục nhã để nuôi con, và cũng nuôi luôn ý chí để có ngày còn phục hận cho đất nước của chúng ta. Nếu vì con, mình thương con, sao mình không đi ngoại quốc? Hưng đanh mặt lại, nghiêm khắc nhìn tôi trách móc. Em là vợ anh, em có thể nói được câu ấy sao? Biết mình vụng về lỡ lời xúc phạm đến người, tôi vội vã tạ lỗi. Xin mình tha thứ. Chẳng qua vì quá thương mình nên em mới nói thế. Giọng Hưng thật nghiêm trang mà cũng thật trầm tĩnh. Nghe anh nói đây, người ta trốn chạy được chứ anh không bao giờ trốn chạy. Mấy ngàn binh sĩ dưới tay hồi nào sinh tử có nhau, giờ bỏ mặc họ tìm sống riêng cho mình sao? Anh cũng không đầu hàng, bây giờ thì rút cũng không kịp nữa. Vì vào mật khu mà không có nguồn tiếp liệu vũ khí, đạn dược, lương thực thì không cầm cự được lâu. Đã muộn rồi. Việt Cộng đang kéo vào, đừng để anh không dằn được nổ súng vào đầu chúng thì gây thiệt hại cho dân chúng và anh em binh sĩ. Anh không muốn thấy bóng dáng một tên Việt Cộng nào. Tôi phát run lên hỏi: nhưng mình ơi, còn em phải làm gì trong lúc này? Nắm chặt tay tôi, Hưng nói: vợ chồng tình nghĩa bao nhiêu lâu nay, anh hiểu em và em hiểu anh. Em tuy chỉ là con cá nhỏ nhưng biết mang ý chí kình ngư. Gắng chịu nhục, dù phải chịu 100.000 sự nhục nhã để nuôi con, để phục hận cho quê hương. Cải trang, cải dạng, len lỏi mà sống. Anh tin em, vì anh, vì con, vì nợ nước tình nhà, em có thể chịu đựng nổi. Nghe lời anh đi, anh van mình, anh van mình. Tôi không sao từ chối được trước ánh mắt van nài, trước những lời tha thiết ấy. Vâng, em xin nghe lời mình. Hưng sợ tôi đổi ý, tiếp tục thúc giục. Em hứa với anh đi, hứa một lời đi. Em xin hứa. Em xin hứa mình ơi. Nhưng xin cho em hai điều kiện. Nếu Cộng sản bắt em phải sống xa con, nếu giặc Cộng làm nhục em, lúc ấy em có quyền tự sát theo mình chứ?
Hưng suy nghĩ giây lâu, gật đầu đồng ý và ra lệnh cho tôi: em mời má và đem các con lên lầu gặp anh. Tôi quay đi, ánh mắt bỗng chợt đập vào lá cờ vẫn dựng ở góc phòng. Tôi vội vàng đem cờ đến bên người, tôi nói: bao nhiêu năm chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, bây giờ mình hãy giữ nó. Chúng tôi nhìn nhau cảm thông, Hưng ôm lá cờ áp vào mặt, đôi mắt Hưng chợt ướt. Sau cùng, Hưng cũng ráng đứng lên hối tôi: mau mời má và đưa mấy đứa nhỏ lên đây. Khi mẹ tôi và các con tôi lên văn phòng, Hưng nói rõ cho mẹ tôi hiểu vì sao người phải chết và tôi phải sống. Vâng lệnh Hưng, tôi mời tất cả các sĩ quan binh sĩ còn tụ họp dưới nhà lên văn phòng. Mọi người đứng xếp hàng nghiêm trang và vô cùng cảm động. Giờ phút tử biệt sinh ly giữa những người từng bao ngày sống chết bên nhau, Hưng dõng dạc nói: tôi không thể bỏ các anh, và đưa vợ con tôi trốn sang ngoại quốc. Như các anh đã biết, cuộc hành quân chưa chi đã bị gãy đổ nửa chừng. Tôi không phản công vào phút chót là vì dân chúng. Tôi không muốn Việt Cộng pháo kích bừa bãi biến Cần Thơ thành An Lộc thứ hai. Tôi cũng không chịu nhục đầu hàng. Các anh đã từng cộng tác với tôi. Những lúc các anh lầm lỗi, tôi rầy la. Rầy la không có nghĩa là ghét bỏ. Rầy la để mến thương nhau, để xây dựng nhau. Mặc dù đất nước ta bị bán đứng, bị dâng cho Cộng sản, nhưng các anh không trực tiếp chịu tội với quốc dân. Chính những người trực tiếp nắm vận mệnh các anh mới chính là những kẻ trọng tội. Xin các anh tha thứ cho tôi những lỗi lầm nếu có. Tôi bằng lòng chọn cái chết. Tướng mà không giữ được nước, không bảo vệ được thành, thì phải chết theo thành, theo nước. Chớ không thể bỏ dân, bỏ nước trốn chạy cầu an. Tôi chết rồi, các anh hãy về với gia đình, vợ con. Nhớ rõ lời tôi căn dặn, đừng bao giờ để bị Cộng sản tập trung các anh, dù tập trung dưới bất cứ hình thức nào. Tôi có lời chào vĩnh biệt các anh. Tướng Hưng đưa tay chào và bắt tay từng người một. Mọi người đều khóc. Đến bên thiếu tá Phương, Trung úy Nghĩa, Hưng gởi gấm: xin giúp đỡ dùm vợ con tôi, vĩnh biệt tất cả. Mọi người đều đứng yên, không ai nói được lời nào. Mẹ tôi nhào lại ôm chầm lấy người, xin được chết theo. Hưng an ủi mẹ tôi, yêu cầu mẹ tôi cố gắng chăm lo cho cháu ngoại. Hưng ra lệnh cho tất cả mọi người phải ra ngoài. Không ai chịu đi, Hưng phải xô từng người ra cửa. Tôi van xin, mình cho em ở lại chứng kiến mình chết. Người từ chối, Nghĩa hoảng sợ bỏ chạy. Hưng quay vào văn phòng đóng chặt cửa lại. Tôi gọi giật Nghĩa, Nghĩa trở lại với tôi. Tôi bảo riêng tìm dao nạy cửa, riêng bỏ chạy như bay. Nghĩa trở lại đứng trước cửa chờ đợi, có tiếng súng nổ nghe chát chúa. Tôi đưa tay xem đồng hồ, 8:45 tối ngày 30/4/1975, ngày kết liễu cuộc đời của chúng tôi. Lê Văn Hưng, anh đã chết. Riêng run run lấy dao nạy cửa, cửa bật ra. Nghĩa lách mình nhường tôi chạy vào phòng trước. Hưng ngã người nằm trên, nửa người nằm dưới, hai cánh tay giang ra cong lên và giật mạnh, toàn thân run rẩy từng cơn. Đôi mắt Hưng mở to căm hờn, miệng Hưng há ra, đôi môi mấp máy. Tôi ôm chầm lấy Hưng hỏi: mình ơi, mình còn lời gì dặn dò em nữa không? Hưng không còn trả lời được tiếng nào. Nghĩa gào lên nức nở: thiếu tướng, trời ơi, thiếu tướng. Riêng chạy vào phụ Nghĩa đỡ lưng và chân. Tôi đỡ đầu Hưng, đặt nằm ngay ngắn trên giường. Máu tim nhuộm thắm áo trận, ướt đỏ cả tấm da trắng. Tôi đưa tay vuốt mặt cho người. Nghĩa vẫn gào khóc: thiếu tướng ơi. Tôi bảo riêng, nói Hòa đưa Hải, Hà, Quốc lên nhìn xác ba lần cuối, dặn Phương cho Khiết, Hoàng giữ ở cầu thang, bất cứ giá nào cũng phải ngăn chặn Việt Cộng. Tôi đi tìm đầu đạn và đuôi đạn, còn khẩu súng lạ lùng thay không biết ở đâu. Đến lúc tắm rửa người, thay tấm ra giấy máu, tôi mới hiểu, trước khi hồn lìa xác với ý chí cuối cùng, người còn bình tĩnh nhét khẩu súng giấu dưới nệm. Có lẽ người sợ tôi quá xúc động, quên lời hứa tự sát theo.
Bé Hải lúc ấy mới 5 tuổi, ôm hai chân ba khóc than kể lể thảm thiết. Bé Hà 2 tuổi thơ ngây ôm chai sữa, lên nằm trên bụng ba, bé mở tròn đôi mắt to ngạc nhiên, không thấy ba đưa tay bế bé như mọi khi. Nghĩa điện thoại khắp nơi tìm thiếu tướng Nam không thấy trả lời. Tôi vội vã mở đặc lệnh truyền tin, lên máy gọi liên lạc với thiếu tướng. Lúc ra máy chỉnh tần số, tôi chỉ nghe những giọng nói rạch mùi cộng sản trên các tần số thuộc đơn vị của chúng ta. Lũ Việt Cộng ngày 30 tháng 4 tràn vào nhà. Phương cương quyết chặn chúng ở cầu thang. 9 giờ rưỡi 30 tháng 4, chuông điện thoại reo vang. Alo, alo, ai đây? Dạ thưa chị đó à, Hồ Ngọc Cẩn đây. Tôi bàng hoàng, anh Cẩn, có chuyện chi cần không? Tôi cố gắng giữ giọng nói cho bình thường để Cẩn không nhận biết sự việc xảy ra. Trong điện thoại về phía Cẩn, tôi nghe tiếng súng lớn nhỏ thi nhau nổ ầm ầm. Cẩn hỏi, thiếu tướng đâu chị? Cho tôi gặp ông một chút. Tôi lúng túng vài giây. Ông đang điều động quân ngoài kia. Chị chạy ra trình thiếu tướng tôi cần gặp. Trung úy Nghĩa đâu chị? Nghĩa đang ở bên cạnh thiếu tướng, Cẩn chờ một chút nhé. Tôi áp chặt ống điện thoại vào ngực, mím môi, nhìn sát Hưng, rồi nhìn sang Nghĩa tôi hỏi. Đại tá Cẩn đòi gặp thiếu tướng, làm sao bây giờ Nghĩa? Nghĩa lúng túng. Cô nói thiếu tướng chết rồi. Không thể nói như vậy được. Đại tướng Cẩn đang cự chiến với Việt Cộng. Trí óc tôi chợt lóe sáng phi thường. Tôi muốn Cẩn chiến đấu anh hùng, sống anh hùng, chết anh hùng. Tôi đưa máy lên giọng quyết liệt. Thiếu tướng không thể vào được, Cẩn cần gì cứ nói. Tình hình ở Trương Thiện ra sao? Anh còn đủ sức chiến đấu không? Tinh thần binh sĩ thế nào, địch ra sao? Tụi nó dần tụi tôi quá chị ơi, tinh thần anh em vẫn cao. Chị hỏi thiếu tướng còn giữ y lệnh không? Cẩn vui lòng chờ chút. Tôi lại áp chặt ống điện thoại vào ngực, cắn chặt môi suy nghĩ. Tôi hiểu lời Cẩn hỏi. Trong tích tắc, tôi biết khó cứu vãn tình thế. Nhưng tôi muốn Hồ Ngọc Cẩn phải luôn hiên ngang hào hùng. Tôi quyết định. Alo, Cẩn nghe đây. Lệnh thiếu tướng, ông hỏi Cẩn có sẵn sàng tử chiến không? Cẩn đáp thật nhanh. Lúc nào cũng sẵn sàng cho chị. Tốt lắm, vậy thì y lệnh. Dạ, cảm ơn chị. Tôi buông máy gục xuống bên xác Hưng. Nước mắt trào ra. Tôi kêu nho nhỏ, vĩnh biệt Cẩn, vĩnh biệt Cẩn. Anh Cẩn ơi, hồn linh anh có phảng phất đâu đây? Khi tôi ngồi viết lại những dòng này, nước mắt rơi trên giấy. Anh có biết cho rằng trả lời điện thoại với anh rồi, tôi đau khổ tột cùng không? Tha thứ cho tôi, đại tá Hồ Ngọc Cẩn đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Anh đã hiên ngang hào hùng đến giờ phút chót của cuộc đời. Hiểu rõ Hưng, hiểu rõ tôi. Bên kia thế giới không thù hận. Chắc anh hiểu rõ tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Hẳn anh tha thứ cho tôi. Kính thưa toàn thể quý vị, thuộc thân bằng quyến thuộc của Đại tá Cẩn. Kính thưa quý vị đã đọc những dòng chữ này. Xin quý vị chớ trách tôi sao dám quyết định. Ngộ biến tùng quyền, tướng Hưng đã chết. Thiếu tướng Nguyễn Kha Nam chưa liên lạc được. Vợ người lính nghĩa quân trưởng đồn, khi Việt Cộng tấn công, chồng chị bị tử thương, chị đã thay chồng phản công ác liệt. Tôi không thể để một người như Hồ Ngọc Cẩn đưa tay đầu hàng, hạ mình trước Việt Cộng vào dinh tỉnh trưởng Trương Thiện. 11 giờ đêm ngày 30 tháng 4, 1975, điện thoại lại reo, lần này chính giọng của Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam. Alo, chị Hưng. Tôi vừa khóc vừa đáp lời Thiếu tướng. Thưa Thiếu tướng. Giọng tướng Nam buồn bã u uất. Tôi biết rồi chị Hưng, tôi chia buồn với chị. Nghe chị Hưng, tôi vẫn nức nở. Thiếu tướng nghĩ sao về kế hoạch đã gãy đổ? Hưng đã nói với chị hết rồi hả? Đành vậy thôi chị. Không phải lỗi chúng ta hèn nhát hay bỏ cuộc. Sự sụp đổ không cứu vãn được vì lệnh hành quân không được đại tá thi hành. Phóng đồ và lệnh không tới tay các đơn vị trưởng. Lời yêu cầu của dân chúng, lời kêu gọi của tôi quá muộn màng, không hiệu quả. Khó cứu vãn nổi tình thế. Nói đến đây, Thiếu tướng Nam hỏi tôi, chị biết vụ đài phát thanh bị nội ứng chứ? Thưa biết, Hưng cũng bảo tôi như Thiếu tướng vậy. Bây giờ Thiếu tướng định liệu lẽ nào, có định phản công không? Chị quên còn dân chúng thì sao? Cộng sản coi rẻ mạng dân, còn mình thì đàng chị thế nào? Thưa Thiếu tướng, chúng nó đã tràn đầy dưới nhà, có vài tên định nhào lên nhưng bị riêng, cương quyết đuổi xuống. Hiện chúng đang thu dọn tài sản. Còn mấy chú đâu hết rồi?
chỉ có Nghĩa và vài ba người lính ở lại, còn tất cả đã bỏ đi hết. Hưng đã chết rồi, tôi không màng đến tài sản, miễn là chúng đừng đụng đến xác Hưng. Chị tận liệm Hưng chưa? Thưa chưa, vừa tắm rửa, thay quần áo xong thì thiếu tướng gọi tới. Chị nên tận liệm Hưng ngay đi, tôi sợ không còn kịp đâu, chúng nó sẽ không để yên. Thiếu tướng còn dạy thêm điều gì không? Chẳng lẽ thiếu tướng chịu đầu hàng thật sao? Người thở dài trong máy, người nói những lời mà đến chết tôi cũng sẽ không quên. Số phận Việt Nam khốn nạn thế đó, chị Hưng ơi. Tôi và Hưng đã sắp đặt tỉ mỉ, hoàn tất kế hoạch xong xuôi, còn bị phản bội giờ chót. Người chép miệng thở dài. Thôi chị Hưng ơi. Bỗng giọng người trầm xuống ngậm ngùi. Hưng chết rồi, chắc tôi cũng chết. Chúng tôi làm tướng mà không giữ được nước thì phải chết theo nước chị ạ. À. Giọng người bình tĩnh và rắn rỏi. Cố gắng can đảm lên nha chị Hưng. Chị phải sống vì mấy đứa nhỏ. Đêm nay có gì nguy cấp nhớ gọi tôi. Nếu gọi không được, dặn Nghĩa gọi Thụy lấy mật mã mới. Dạ, cảm ơn thiếu tướng. Nói chuyện với thiếu tướng xong, tôi bước ra lan can nhìn xuống. Dưới sân, sĩ quan và lính tráng đã đi hết, trừ có Nghĩa còn ở lại. Cổng rào bỏ ngỏ, gió thổi đong đưa cánh cửa, rít lên những tiếng kêu kéo kiệt bi ai. Mảnh trăng cuối tuần 19 tháng 3 âm lịch chênh chếch soi, vẻ ảm đạm thê lương như xót thương cho số phận Việt Nam Cộng Hòa, cho trò đời bể dâu hưng phế. Viết đến đây, tôi nhớ lại từng lời của thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, của đại tá tỉnh trưởng tỉnh Trương Thiện Hồ Ngọc Cẩn. Trọn đời tôi, làm sao tôi có thể quên giọng nói gấp rút của anh Cẩn, giọng trầm buồn của tướng Nam. 7 giờ sáng ngày 1 tháng 5 1975, vừa tụng dứt đoạn kinh sám tịnh thế trong nghi thức cầu siêu cho Hưng, tôi nghe có tiếng nấc sau lưng quay lại, chính là Trung tá Tùng, bác sĩ trưởng quân y viện Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Ông đến thăm Hưng lần cuối. Ông cho biết phải trở lại quân y viện ngay vì thiếu tướng Nguyễn Kha Nam đã tự sát, xác còn nằm tại quân y viện. Tướng Nam đã bắn vào Thái Dương lúc 6 giờ sáng ngày 1 tháng 5 1975. Cho đến chết, mắt tướng Nam vẫn mở trừng trừng uất hận, miệng người há hốc, đớn đau. Sau cuộc điện đàm với người, tôi đã linh cảm biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng khi nghe bác sĩ Tùng báo tin, tôi xúc động vô cùng, tôi quỳ xuống, hướng về quân y viện, nơi tướng Nam còn nằm đó cầu nguyện. Xin thiếu tướng tha thứ. Tôi không dám bỏ xác Hưng để đến vuốt mặt thiếu tướng và lo việc tận liệm cho thiếu tướng. Bây giờ linh hồn của thiếu tướng đã gặp Hưng. Xin linh thiêng phù hộ cho mẹ con tôi thoát khỏi tay Cộng sản. Xin thương xót cho quê hương, cho dân tộc chúng ta. Xin thương xót cho toàn thể anh em binh sĩ. Trung úy Nghĩa thay tôi đến viếng xác người. Trung úy Thành vị ân nhân can đảm đặc biệt đến với tôi trong giờ phút nguy nan đó. Thành đã mời được Trung tá Bia đến tẩm liệm cho Hưng. Những vị ân nhân trong cơn biến loạn ấy, trọn đời tôi xin ghi khắc ơn sâu. 8 giờ sáng ngày 1 tháng 5 1975, các sĩ quan quân đoàn mặc thường phục đến viếng xác Hưng. Mầu nhiệm thay, khi gặp lại những cộng sự viên cũ, trong thoáng chốc mắt Hưng hé mở nhìn lên, và từ trong đôi mắt người chết có hai dòng lệ chảy, mặt người chợt đỏ bừng lên. Người khóc cho quê hương đất nước bắt đầu đắm chìm trong điêu linh, người khóc cho đám tàn quân khốn khổ. Cho đến lúc chết, hai tướng Nam và Hưng chỉ phân tách nguyên nhân thất bại, làm hỏng kế hoạch của hai người, chứ không ai lên tiếng nặng lời trách móc vị đại tá kia. Xin quý vị hiểu rõ dùm tôi, tôi tôn trọng danh dự của hai ông, vợ con và gia đình hai ông. Trong hoàn cảnh căng thẳng của đất nước, khi lòng người mất niềm tin, hai ông cũng như nhiều người khác, thật sự đáng thương hơn đáng trách. Không hiểu hai ông có đi thoát không hay lại bị bắt ở lại. Vận nước ngàn cân treo sợi tóc, một vài người dù đánh đổi cả vận mệnh cũng không nâng đỡ nổi tòa nhà Việt Nam đang sụp đổ tang thương. Nhưng một ngày chúng ta còn mang trong người dòng máu của dân tộc Lạc Hồng, còn hít thở được khí trời, là một ngày chúng ta còn nợ nần quê hương. Đó là món nợ thiêng liêng và cao quý mà ngôn từ loài người chưa thể diễn tả được sát nghĩa và thật đúng ý. Sao chúng ta không noi gương oanh liệt của tổ tiên của cha ông, nối tiếp ý chí bất khuất của tiền nhân để trang trải món nợ ân tình đó?
Sao chúng ta cứ lo chê bai, công kích, hãm hại, đạp trà nhau để rồi vô tình làm lợi cho bọn cướp nước cộng sản? Đọc những gì tôi kể ở đoạn trên, những vị từng hỏi hay mỉa mai tôi đã hiểu tất cả sự thật vì sao tướng Nam và tướng Hưng đã phải tự sát để bảo tồn Tiết Tháo. Không ai đem việc thành bại luận anh hùng, cũng chớ bao giờ lấy tâm địa tiểu nhân để đo lòng người quân tử. Chúng ta những người còn sống, những người Việt Nam ở trong nước hay lưu vong khắp bốn phương trời, chúng ta phải tự nêu lên câu hỏi, chúng ta đã làm được gì cho đừng hổ thẹn với những người đã nằm xuống. Họ đã nằm xuống không phải vì họ hèn nhát, họ đã nằm xuống vì muốn bảo toàn sáu chữ mà họ từng mang trên đầu: tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Nếu chưa làm gì được cho quê hương, xin hãy thận trọng lời phê phán vô ý thức, đừng vô tình thành tàn nhẫn sỉ nhục những người dám chết cho tổ quốc. Các bạn vừa nghe xong một bài viết đầy nước mắt của bà Lê Văn Hưng, nhũ danh Phạm Thị Kim Hoàng. Thiên Hoàng xin lỗi các bạn là Thiên Hoàng cũng không cầm được nước mắt và rất là xúc động trong câu chuyện này. Thiên Hoàng xin hẹn lại các bạn trong những câu chuyện khác.